Everybody, welcome to Hell VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mới. Thể loại MOBA, cái kiểu con đà điểu nha các bạn ơi. MOOB gì đó, MOBA truyền kỳ hả? Đó. Ôi, nhiều ông nhìn là chắc nữa, ui game này game app đúng không heo ơi? Không, không, không. Thấy không? Đây là một con game hack 5 các bạn ơi. Game hack 5 giờ nó vi diệu tới vậy đó. Rồi, thể loại mới. Năm mới, thể loại mới. Chơi được trên tất cả mọi loại thiết bị Android, iOS, PC được ha. Rồi, nhận tướng 5 sao đồ luôn. Ôi, tôi không ngờ là game này là cũng có thể chơi được trên hack 5 luôn mấy ông ơi. Wow. Ôi game giờ siêu việt quá anh em ơi. Ôi thể loại này mà cũng được ấy nữa nè. U là trời nè, coi nè. Đó, ôi. Nào rồi con này nó nổ sao đây. Đó, u hào quang phản chiếu à. À con này là bút máu. Wow. Ok ok. À mua vé triệu hồi đúng không? Game đang mở mấy chỗ test nè anh em. Anh em nào có chơi thì có thể tải về và trải nghiệm ha. Mấy chỗ thử nghiệm. Bấm vô link chơi luôn chứ có cần tải đâu. Ok, con này Pandora. À, thì ra con này là Pandora. Đây. Điểm danh. Điểm danh, ok. Ôi, tới nãy giờ mà chưa xong nữa hả? Ở đây có một con hả? Cường quá hả? Wow. Ok, cường quá. Rồi, nhận quà, nhận con gì đây? Ủa? Hách đấu boss à? Ok, kéo qua bên này nữa à. Ôi, có bét nữa à. Wow, kinh vậy bộ. Đâu, con bét đánh sao đâu. Con bét đâu à, rồi, ok. Ngon đấy à, ngon đấy bồ ơi. Ủa, có nhân 2, nhân 3 gì được không ta à, sao nó không nhân 2, nhân 3 vậy. Mù đạn. Đó là mù đạn, nó chứ mù đạn cái gì. Không nhân 2 được. À, con bét kìa, ui ra là thế. Quét được luôn. Ok, lên level 7 luôn. Rồi, hết hướng dẫn rồi hả? Lướt nhanh một vòng nè. Sự kiện, quán rượu, anh hùng đồ hả? Tà le học me hết, rất nhiều luôn. Nạp ngày nữa hả? Ok, tích lũy. Rồi đặc quyền, đặc công gì tà le học me nè. Đó, ok. Rồi gói quà lớn, ok luôn. Gì đây? Con này nhận chưa? Rồi, ok, VIP. Rồi, đến với thông tin server cái nha. Đây, chúng ta có MOBA truyền kỳ. Thể loại MOBA truyền kỳ. Sự kiện đua top máy chủ thử nghiệm đây. Thông báo MOBA truyền kỳ chính thức ra mắt máy chủ thử nghiệm hôm nay. 17 giờ thứ bảy ngày 17 tháng tháng 2 hả? Ok. Rồi ra mắt siêu phẩm tự ship bởi vì từ game sắp xếp thẻ tướng hot nhất à. Cốt truyện tướng Liên minh Quyền hội kết hợp Dota. Admin chăm sóc hỗ trợ 24/7 cái gì 24/24 cộng đồng cực đông vui. Code nè, ok. Link game nè, MOBA truyền kỳ .com. Ok, đang đua top thử nghiệm ha. Top 1 nhận một code 30 vé quay 1000 kim cương, 20 viên roi hệ, 200 mảnh tướng 5 sao hần ma random. Đó, rất nhiều luôn. Còn code thì bây giờ chúng ta sẽ đi nhập code. Ủa, sao đây không có code ta? Bản
này nếu mà có thì nó phải có ở ngoài này chứ. Ôi, mã code không tồn tại. Ôi, cái này phải đi nhắn tin hỏi admin coi. Hoàn đợi heo tí. Rồi, mới xin lại code xong rồi các bạn ơi. Ok, nhập code được rồi. Đó. Kim cương, rồi A-ship VIP, rồi hero, vé nạp, vé quay gì, tà le, hồng me. Ok, lên được VIP 4 nha anh em ơi. À, nhưng mà kim cương thì có 1.400 hả? Ok, cái này là chiến đấu cửa hàng triệu hồi. Ở đây chúng ta được ôi, 121 bé triệu hồi, ngon. Nào, cùng nhau đi kiếm tướng nào. Ok, wow, con gì đây? Thiên hạ bố vũ hả? Lưu anh phải giết. Con này là con gì? Lữ bố hả ta? Ồ, hay hết nha, hay hết nha. Một lần quay, ôi. À không, 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 mấy con này là ếch thôi hả? Wow, hay ếch đi nữa nè. Ôi. Ôi, tỷ lệ quay tướng ra cũng nhiều tướng hay ếch nha mấy ông ơi. Ngon. Rồi, sao con này hoài ta? Quan từ từ để coi. Không có tỷ lệ, không có ra con tơ, không biết trước được con tướng là mình quay là sẽ ra con gì hết ta. Ok ok, con này tên gì đây? Lời hứa sóng gió gì đó, sóng gió gia tộc gì đây? Sinh cai hả? Ok ok, sinh cai, sinh cai, sinh cai à, không biết có nghiện hay không. Rồi ok, tới lượt. Ui. Con này là con cái gì thiền trưởng nè đúng không? Thiền trưởng God gì nè. Rồi nhìn giống trong Jack ba đầu quá đúng không anh em? Được biển dùng Caribe ấy. Ôi. Lại là con này nữa. Ôi, con này sao ra liên tục vậy ta? Đó, ít ra cũng phải ra mấy con mới mới khác khác chứ. Ok. 100 vé quay sẽ giúp cho chúng ta lên đời các bạn ơi, 120 vé chứ. Đó. Nãy giờ là mấy con một ếch là nó không thèm đưa ra đó. Hồi nãy giờ nó chỉ đưa mấy con mà tướng ếch rồi đó. Con này nhìn quen nè. À quen nè. Ủa con kia là quen win gió mà. Con này là quen gì á. Ok, hai ếch. Không biết khi open rồi tỷ lệ nó có ngon gì không ta. Chứ hiện tại là thấy nó đang ngon lắm nha. Tỷ lệ ra nhiều tướng hơn nha. Ôi con này là bảo chắc luôn. Đúng bảo không? Con này là Luna. À, trời hồi đó có chơi Dota truyền kỳ mà. Ủa? Tiger hả? Đậu phộng đó. Blackmon hả? Hay sao nó sai sai gì ha. Ok, hai vé nữa là hết rồi. Rồi rồi rồi. Ok luôn. Rồi. Tới luôn. Nữa không? Nữa không? Ôi, nhiều 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 nhiều. Quá trời luôn mấy ông ơi. Hết vé. Thì đó, được một con 5 sao nữa nè. Cũng ếch rồi, hai ếch rồi hả? Ok. Rồi, ủa đóng tướng mình đâu? Thời trang liên minh hiệp hội á, anh hùng đây. Đây 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 có đồ giám nữa nè. Ôi mấy con này tướng đê hả? Ôi dưới này có wow cái gì Deadpool nữa. Không, Diabon. Wow, nhìn ngầu ghê ta. Vera. Tướng một ếch thôi đó hả? Chu cha. Như cái này là một hệ rồi. Đúng rồi đúng rồi. Đây đây đây, tướng bình thiên sứ nè. Đó. Wow, bên này có ba ếch luôn. Trời trời trời, làm sao mà được mấy con này ta? Wow. Ôi được có một con. À con này nữa hả? Ôi man. Ngon vậy bộ. À,
bên này ba ớt luôn. Ồ, Lucifer. À. Wow, ôi, lao gì, layout hả? Ok. Quen cũng là con VIP nè. Đợi măng cục. Đó. Ba ớt nữa. Ồ. Bên này có một con ba ớt thôi. Ồ, bên này, ôi. Ngon, ngon, ngon. À. Ôi, hai con nè. Wow, hệ lửa nhiều dữ ấy. Trời ơi, hệ đó hệ quái vật thôi, hệ gì á. Ủa, sao con này? À, đây nè, đây nè. À, Demon Fire. Ủa, mình cũng có con này mà đúng không? Nhưng mà nó chỉ có hai ớt thôi. À, hình như là phải nâng lên Fire mà lên Demon Fire nữa hả? Đầu xanh. Ôi, có... gồm lại con ai tướng Nga. Trời, tướng Nga luôn, chán. Ok bồ ơi, không biết open có cho nhiều anh hùng về hơn không nữa, chứ hiện tại là thấy cho nhiều nha, đặc biệt là cho cái thằng gì đó, thằng này nè. Ôi ơi, một đống luôn mấy ông ơi. Nhưng mà giờ làm sao để nâng nâng sao lên cho nó, hiện tại là chưa biết làm sao nâng lên nè. À, đây nè, đây nè. Dạ, phải mấy con cùng hệ với nó. Đây. Con này một ếch. Có con đeo khăn này là hai ếch nè. Ok. Ơi, mấy con này up. Không tin anh, 4 sao. À, 4 sao mới lên được hả? À, 5 sao hả? 5 sao mới lên được. Ok. À, một con này 5 sao. Ủa, nhưng mà sao nó lên được? Đây nè. Nó có 4 sao à. Không phải tin gì, 5 tin anh hùng không thể thức tỉnh. Nói chưa? Ok, thôi tạm thời thì chúng ta cho nó nâng cấp nó lên thôi. Đúng rồi. Phẩm chất, đây. Khoan, từ từ. Con này đây. Thôi nhưng mà lên đủ tài nguyên để cho nó lên full một con không ta? Rồi, cái này Heo nghĩ là chắc anh em nào chơi thì vào tìm hiểu thêm quá. Rồi bây giờ tướng đồ cũng quá trời nè hả. Bây giờ mà nếu mà nâng một con nào đó mạnh mạnh lên thì mấy con boss này sao chịu nổi. Nè, lấy mấy con này ra. Đây, tôi sẽ đem con này 30 hả. Đem ra. Ok. Đó, à, có một số con nó bị cấm ở trong cái ải này hả. Ừ, hay. Ok. Trời ơi, nhìn cái đội hình kìa, đó. Ôi, ôi, mỗi đứa lợi rỉa máu thôi là cũng đai nữa các bạn à. Ok, ok, game ngon, game ngon, game mới, năm mới, game mới. Anh em nào có chơi thì có thể tải về, à không, bấm vào link để quẩy luôn ha. Link Heo để dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha các bạn ơi. Ok, ok. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye. Trời ơi, vô quẩy tướng đi cho vui các bạn ơi.